Vấn đề có lẽ nhiều người quan tâm là vào học ngành quản lý công nghiệp của Đại học Bách Khoa, ra trường sẽ làm việc gì và làm ở đâu? Như tên gọi quản lý công nghiệp thì hầu hết sinh viên của khoa quản lý công nghiệp trường Đại học Bách Khoa ra trường sẽ làm việc trong các tổ chức, các công ty mà có cái quá trình vận hành theo quy trình công nghiệp, trong đó gồm cả những tổ chức về sản xuất và kể cả những tổ chức về dịch vụ. Thống kê cho thấy rằng khoảng 1/3 các em sinh viên của khoa quản lý công nghiệp ra trường làm việc trong các cái tổ chức sản xuất, thí dụ như là sản xuất về ngành dệt may da giày, những cái ngành mà hiện nay Việt Nam đang có một cái tỷ trọng xuất khẩu rất cao. Ngành thứ hai là ngành về sản xuất hàng tiêu dùng, đặc biệt là ngành về thực phẩm. Các em sinh viên quản lý công nghiệp làm việc trong ngành này cũng khá đông. Ngành thứ ba là những cái ngành liên quan đến công nghệ cao, ví dụ như là công nghệ thông tin và ngân hàng, kể cả ngân hàng cũng có rất nhiều em và làm việc rất thành công. Ngoài ra thì một số những cái loại hình dịch vụ thì mặc dù là khoa là mang tên là quản lý công nghiệp, nhưng gần đây sinh viên ra làm việc ở các công ty về dịch vụ rất là đông, kể cả dịch vụ bán lẻ, dịch vụ logistics, dịch vụ tài chính cũng có. Và thống kê cho thấy rằng là rất nhiều em thành công trong những ngành này. Một cái số tỷ trọng không nhỏ nữa là các em làm việc ở cái dạng là quản lý tổng quát. Quản lý tổng quát ở những cái công ty, những cái tổ chức, kể cả những cơ quan nhà nước, làm những nhiệm vụ về quản lý, ví dụ như là quản lý nhân sự cũng có, hoặc là những cái công ty dịch vụ mà liên quan đến nhân sự, các em làm việc cũng rất là tốt. Một phần nữa, gần đây xuất hiện rất là nhiều em sinh viên là các em làm startup, tức là các em tổ chức cái việc kinh doanh riêng của mình, tức là ra trường sau một vài năm thì các em tổ chức cái công ty hoặc là cái việc kinh doanh riêng của mình cũng khá thành công. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Về cơ hội việc làm thì một vài công ty tôi có thể liệt kê một vài công ty tiêu biểu, ví dụ như là công ty Fujiwara của Nhật làm về các cái sản phẩm điện tử, công ty tập đoàn Cristo là một tập đoàn của Hồng Kông, tập đoàn thứ năm thế giới về dệt may của Hồng Kông. Ngoài ra thì các bạn sinh viên cũng có thể có rất nhiều cơ hội để làm cho những cái công ty hàng tiêu dùng lớn đa quốc gia, ví dụ như là công ty P&G, Unilever, hay là gần đây nhất là Pepsi Cola. Họ cũng vào, họ mở một đợt tuyển dụng khá là rầm rộ ở khoa quản lý công nghiệp. Đối với các công ty trong nước thì các em có thể làm việc ở rất là nhiều, đặc biệt là những cái ngành về sản xuất, đặc biệt là những cái ngành về chuỗi cung ứng, về logistics, hoặc là kể cả ngành vật liệu xây dựng cũng có những em rất thành công. Và hàng năm thì và chung với lại các hoạt động chung nhà trường thì khoa luôn luôn có những cái buổi phối hợp với lại các cái doanh nghiệp tổ chức các cái ngày hội, gọi là ngày hội việc làm, để qua đó các em có thể có những cái cơ hội để tiếp xúc với các doanh nghiệp, tìm hiểu và giao lưu. Cái cơ hội thứ hai nữa là trong quá trình học tập thì các em sẽ có những cái dịp đi thực tập, và đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời để cho các em có được những cái giao lưu với các doanh nghiệp. Và hầu hết các em nếu mà thực tập mà các em làm tốt thì cái cơ hội việc làm các em rất là lớn ở các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn.